Tay con cứ bỏ cái tay lên này là sao hả? Không có cho con chơi một chút gì hết trơn á. Biết rồi, cái máy này rất là đẹp, nhưng đừng có đụng vô máy tính của Barbie. Đã nói là không có được đụng vô, tại sao con cứ phải đụng vô là sao? Barbie thích làm dữ như vậy đó, rồi sao đụng một chút không muốn trông cho nữa. Rồi nãy giờ đụng đủ rồi đó, đừng có đụng nữa. Đừng có đụng nữa. Cái này là của Barbie làm việc chứ không phải của con đi chơi mà con cầm con đi chơi. Không phải đồ chơi. Không phải đồ chơi mà là làm đồ làm việc, ok. Vậy luôn. Lấy đi đâu của đồ Barbie làm việc mà. Của Barbie. Không có bấm cái gì hết trơn á, ngồi coi thôi, no touching, ngồi coi thôi, không có touch. Coi thôi, coi cái thằng này nó đang làm cái gì nè. Here, no touch, no, 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 no. Bà bị nói no, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No.